Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bài tập số 40 kiểm tra xem mạng A có số chặn hay không. Và nếu như có thì trả về 1 và nếu như không có thì trả về 0. Đấy. Và đầu tiên thì mình sẽ định nghĩa lại một chút về cái số chặn. Về số chặn là những số như nào? Theo như định nghĩa toán học thì cái số chặn là cái số chia cho 2. Và có thể hiểu là khi chúng ta chia cho 2 thì kết quả dư của nó sẽ là bằng 0. Đấy. Rồi, ví dụ ở đây, mình cho một cái mạng số nguyên gồm có 4 phần tử là trừ 1, 3, 3, 5, đúng không ạ? Thì ở đây, nó sẽ cho kết quả là 0, đúng không ạ? Theo như đúng yêu cầu của bài toán, vì nó không có số chặn nào, đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta thay đổi lại một chút, ở đây là 6 đi, đấy, thì nó sẽ cho kết quả khác. Vì cái mạng này có số chặn, đúng không ạ? Nên nó sẽ trả về kết quả là 1 và... Đây là nó sẽ in ra kết quả là in ra cái dòng lệnh là có số chặn, đúng không ạ? Đấy. Thì đó là một cái ví dụ để cho các bạn hiểu hơn về cái bài tập này. Rồi. Và để làm bài tập này thì chúng ta cần có những bước cơ bản như sau. Đầu tiên là cái bước dùng khai báo thư viện. Sau đó sẽ là các bước dùng để viết hàm nhập mạng và hàm xuất mạng. Đấy. Ở đây khai báo thư viện thì mình khai báo những một số cái thư viện như là ethereo.h đây. Conio.h và mat. Ở đây mình khai báo một cái biến mắc, một cái mắc có cái độ lớn là 100. Đấy. Và ở đây, trong cái hàm nhập mạng này thì mình làm như thế nào? Trong hàm nhập mạng này thì mình đầu tiên mình sẽ phải nhập cái số phần tử cho cái mạng A đấy, đúng không ạ? Đấy. Và sau đó sẽ kiểm tra xem cái số N là phần tử của mạng đấy, nó đã hợp lý hay chưa? Nó hợp lệ hay không? Đấy. Nếu như nó không hợp lệ thì chúng ta sẽ in ra cái dòng lệnh là nhập lại, đúng không ạ? Và sẽ quay trở lại cái bước nhập đây, nhập số phần tử, đúng không ạ? Bằng cái câu lệnh go to A đây. Cho đến khi mà cái câu lệnh if này nó đúng ấy, tức là cái N nó đã hợp lệ rồi ấy, thì mình sẽ tiếp tục cái câu lệnh for. Đấy, nó sẽ thực hiện câu lệnh for. Trong câu lệnh for này thì vòng lặp for ấy. Xin lỗi các bạn, là vòng lặp for. Vòng lặp for, trong vòng lặp for này á thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ mục đích chính của nó sẽ là nhập các cái giá trị của mạng ấy. Đấy. Và bằng cách sử dụng các câu lệnh print và scan đây. Đấy. Sau khi đã nhập mạng thì chúng ta cần phải xuất mạng nó ra màn hình, đúng không ạ? Và để xuất thì chúng ta sẽ dùng một cái câu lệnh vòng lặp for. Và sau đó sử dụng cái câu lệnh print. Rồi, ok. Như vậy là mình đã nói xong qua về cái phần thư viện nhập mạng cũng như là xuất mạng, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đi vào cái hàm chính, đó là cái hàm dùng để tính kiểm tra xem nó có phải là số chặn hay không ấy. Thì đầu tiên mình sẽ làm như sau. Mình sẽ viết một cái hàm dùng để kiểm tra số chặn. Rồi. Trong cái hàm kiểm tra số chặn này thì mình cũng cần phải khai báo cái A này và cái N này, số phần tử này. Rồi, trong cái khối lệnh của hàm kiểm tra số chặn này thì mình làm gì? Đấy. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for này. Đấy. Và trước cái vòng lặp for này mình sẽ khai báo một cái biến gọi là KT, tức là nó sẽ tương đương với là kiểm tra đấy. Ở đây mình đặt cái giá trị ban đầu bằng 0 vì lúc đầu nó chưa có gì, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Ở đây trong vòng lặp for mình sử dụng một cái biến chạy y khởi tạo giá trị ban đầu cho nó bằng 0 và y nó phải bé hơn cái số n. Và tiếp theo là y cộng cộng. Đấy. Trong vòng lặp for mình sử dụng thêm một cái câu lệnh if. Đấy. Nếu như mà cái giá trị AI, đúng không ạ? AI này nó mà chia cho 2, chia lấy dư cho 2 ấy, mà bằng 0 thì đó là số chặn, đúng không ạ? Đấy. Khi chia lấy dư cho 2 mà bằng 0 thì tất nhiên nó chia cho 2, đúng không ạ? Mà một số chia cho 2 thì nó là số chặn, đúng không ạ? Thì lúc đó nó sẽ gán cái biến KT này bằng 1 và break, thoát ra khỏi vòng lặp luôn đấy.
khi nó gặp một cái giá trị chặn của mạng ấy, thì nó sẽ dừng lại luôn và nó sẽ không thực hiện cái vòng lặp nữa, và nó không quan tâm đến những cái giá trị AI ở phía sau đó. Đấy. Và sau đó sẽ return về cái kết quả là 1. Đấy. Đây return về cái KT, xin lỗi các bạn, là return về. Đấy, thì cái hàm kiểm tra số chặn này nó sẽ trả về giá trị của cái biến KT đây. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi vào cái hàm main, sau khi đã kiểm tra được cái đã viết được cái hàm kiểm tra số chặn thì mình sẽ đi vào cái hàm main. Trong hàm main thì này mình sẽ là phải làm gì? À, trong hàm main này thì mình cần phải báo khai báo N này. Rồi cái A này. Rồi sau khi khai báo N và A đấy thì chúng ta sẽ gọi cái hàm nhập mạng này. A này, N này. Sau đó là cái hàm xuất mạng này. A, N đúng không? Rồi. Sau khi đã gọi cái hàm nhập vào và xuất mạng ấy, thì mình sẽ phải khai báo một cái biến gọi là biến kết quả bằng cái giá trị trả về của cái hàm kiểm tra số chặn này. Đấy. Tức là nó tương đương cái giá trị bằng cái biến KT này đấy. Đây sẽ là A và N. Đấy. Rồi sau khi đã kết quả rồi, có kết quả rồi mình sẽ in ra đúng không ạ? Đấy, để in ra ở đây nó có hai trường hợp, một là không có số chặn và một là có số chặn đúng không ạ? Mạng ấy. Thế nên là mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Ở đây mà sử dụng câu lệnh if thì mình sẽ kiểm tra xem kết quả này, kết quả trả về này nó có bằng 1 hay không. Nếu như nó bằng 1 thì nó là cái số chặn đúng không ạ? Có số chặn đúng không ạ? Thì mình sẽ in ra câu lệnh là mạng có số chặn đúng không ạ? Còn nếu không thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh cấu trúc là if else đúng không ạ? Đấy. Nếu không thì làm gì cũng print ra một cái dòng lệnh dòng chữ là mạng không có số chặn. Đấy, đơn giản vậy thôi ạ. Rồi sau đó là get và return. Đấy, tức là gì, khi mà cái kết quả này trả về 1 thì nó sẽ in ra là đó là có cái mạng đó có số chặn đúng không ạ? Và khi mà cái kết quả nó trả về không phải là 1 tức là 0 đấy thì nó sẽ trả về cái dòng chữ là không có số chặn đúng không ạ? Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chạy, các bạn sẽ cùng kiểm tra. Đấy, như vậy là đã không báo lỗi đúng không ạ? Đấy. Ở đây mình sẽ nhập cái số phần tử cho cái mạng đó. Đầu tiên mình sẽ thử với trường hợp là có số chặn. Đấy, như vậy là nó đã in ra cái dòng lệnh là mạng có số chặn đúng không ạ? Đấy, như ta có thể thấy thì mạng này có số chặn là 2 và 4 này. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử với cái trường hợp là không có số chặn. 1, 3, 5. À, xin lỗi các bạn, bấm nhầm cái phím. Đây, mình sẽ bấm cái số phần tử là 4. Và mình sẽ nhập là 1 này, 3 này, 7 này, 9 này, đúng không ạ? Thì những cái số phần tử này đều là những số lẻ đúng không ạ? Và nó đã in ra cái dòng lệnh là dòng chữ là mạng không có số chặn. Đấy. Thì trên đây là cái hàm dùng để kiểm tra xem mạng A có là số chặn hay không. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.